Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cụ ông cụ bà sống qua tuổi 100 xưa nay rất hiếm. Vậy nên sống đến 121 tuổi như cụ ông người Chile trong thông tin sau đây thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cụ ông Celino Villanueva Jaramillo vừa đón sinh nhật lần thứ 121 và trở thành ứng viên tiềm năng cho danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới. Cụ nhiều hơn 4 tuổi so với cụ bà Nabi Tajima người Nhật Bản, được công nhận là người già nhất trong sách kỷ lục Guinness cho đến thời điểm này. Theo giấy tờ tùy thân do chính quyền Chile cung cấp, cụ Celino sinh ngày 25 tháng 7 năm 1896. Đây là thời điểm kỳ Olympic hiện đại đầu tiên diễn ra, bang Utah trở thành bang thứ 45 của Mỹ, nữ hoàng Victoria trở thành nữ hoàng trị vì lâu nhất nước Anh và hãng Ford ra mắt chiếc xe ô tô đầu tiên. 20 năm trước, căn nhà của cụ Celino bị cháy, khiến cụ suýt mất mạng vì bỏng nhẹ và ngạt khói. Mất sạch giấy khai sinh và tư trang, cụ được một người phụ nữ tên là Marta Ramirez cho vào ở trọ. Hiện tại thì bà này đã 85 tuổi và vẫn tình nguyện tiếp tục chăm nom cụ Celino. Không có bất kỳ thông tin cụ thể nào về cuộc sống thời trẻ của cụ, vì sức khỏe cụ đã yếu nên bị hạn chế trong việc giao tiếp. Chỉ biết rằng cụ từng mưu sinh bằng nghề làm thuê trong 30 năm. Đến đầu năm nay, sức khỏe của cụ có nhiều chuyển biến xấu, bệnh viêm phổi nặng hơn trước. Mắt và tai gần như không còn minh mẫn, răng của cụ cũng đã rụng hết. Khi được hỏi về gia đình, cụ Celino cho biết cụ chưa từng lập gia đình và cũng không có con cái.